Kênh YouTube bán nhà quận 7 chính chủ hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn căn nhà tại hẻm 39B Dạ Nam nha anh chị. Nhà mình ở đường Dạ Nam, phường 2, quận 8 nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 4m3, dài 15m, nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ 3 vệ sinh nha anh chị. Hẻm trước nhà mình được 3m nha anh chị. Đây, hẻm trước nhà mình ở ngoài đường Dạ Nam mình đi vô nè anh chị. Khu dân cư hiện hữu thân thiện luôn. Đây trước nhà mình không được, trước nhà 3m. Trong nhà mình còn được cái sân nữa nha anh chị. Cái sân nhà mình là để xe máy tha hồ luôn, thoải mái luôn. Để cái sân nhà mình. Nhà mình là 2 lầu này nha anh chị. Nhà mình là 2 lầu đúc thật. Nhà mình nó hơi cũ nha anh chị. Đây mình mời anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Đây là bên trong nhà mình. Diện tích là ngang 4m3, dài 15m, nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Đó. Mình quay cận kề cho anh chị xem. Nhà mình hướng đông nam nha anh chị. Đó. Nhà mình chủ nhà đang ở nha anh chị. Đây. Mình đưa anh chị ra sau để mình xem bên sau của nhà mình. Đây là vệ sinh nhà mình nha anh chị, được trệt đây. Đây, về vệ sinh được trệt nhà mình. Đây là không gian bếp nhà mình khá rộng rãi luôn nha anh chị. Không gian bếp nhà mình, chủ nhà đang ở luôn, nhà chính chủ luôn, hoàn công đầy đủ, mua bán hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% luôn nha anh chị. Nhà mình ở hẻm 39B, Dạ Nam, phường 2, quận 8 nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 4m3, dài 15m. Nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh nha anh chị. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5,5 tỷ là thương lượng chính chủ nha anh chị. Đây là trên lầu nhà mình. Nhà mình là có ban công rộng rãi thoáng mát luôn nha anh chị. Nhà này nhà cũ anh chị mua về thì sơn phết lại là mới nha anh chị. Nhà mình cách hẻm xa hơi nó khoảng chừng 30m nha anh chị, không tới 30m nha. Đây là cái ban công nhà mình nha anh chị. Ban công nhà mình khá rộng rãi luôn. Đây khu nhà mình là khu dân cư hiện hữu là anh chị thấy không? Nhà lầu không? Chỉ nhà mình thấp nhất thôi. Đây trước hẻm trước nhà 3m nha anh chị. Cách hẻm xa hơi nó khoảng chừng 30m nha anh chị. Đây mời anh chị vào bên trong. Nhà mình chính chủ đang ở nha anh chị. Chính chủ đang ở, đang kẹt tiền nên ra là nhờ mình bán giùm nha anh chị. Đây, mình mời anh chị đưa ra làm sao. Đây là vệ sinh lầu 1 nha mình. Đây. Ở cái phòng sau thì có người ở, đâm ra là mình không có quay phòng sau được nha anh chị. Đây mình mời anh chị lên trên lầu 2. Đó là hai phòng rồi nha anh chị. Đây trên đây còn một cái phòng, còn trên đây là phòng thờ nha anh chị. Đó được 3 phòng thì anh chị về thích làm phòng thờ làm nha anh chị. Đó đây là trước sân thượng nhà mình nha anh chị. Đây sân thượng nhà mình. Mình xin nhắc lại với anh chị là nhà mình ở hẻm 39B Dạ Nam, phường 2, quận 8 nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 4m3, dài 15m, nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá 5,5 tỷ còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Anh chị đi xem nhà liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0913 781712, mình sẵn sàng sẽ đưa anh chị qua xem nhà nha anh chị. Anh chị nào mà mình cũng cảm ơn tất cả các anh chị trong thời gian qua đã theo cái kênh bán nhà quận 7 chính chủ nha anh chị. Anh chị nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha anh chị. Mình xin kính chào các anh chị, cô chú và các bạn nha.